Bà ơi, cháu thấy buồn lắm bà. Anh An toàn hắt hủi cháu, cứ nói những lời khó nghe ấy. Gia An và Phương ấy, nó đang lo xử lý việc của công ty. Cháu yêu Gia An thì cũng cần tinh tế, để ý đến người mình yêu một chút thì sẽ giữ được người mình yêu, hiểu không? Cháu nghĩ lý do là chị Phương ấy ạ. Cảm giác như chị ý cố tình đeo bám anh An ấy. Gia An thì là cháu của bà, còn Phương là thư ký. Hai đứa nó tính nết bà đều hiểu, không có chuyện như cháu nghĩ đâu. Với lại chúng nó chỉ mới biết nhau từ khi Gia An về nước thôi. Nhưng mà cháu thấy hai người đấy thân mật hơn mức bình thường ấy. Đây ạ, bà xem ạ. Cháu này. Dạ. Ở đời có những cái thứ trông vậy đấy, nhưng chưa chắc đã phải vậy đâu. Là phụ nữ yêu thì phải nhạy cảm để mà cảm nhận nhá. Không nhất thiết phải thế này đâu. Nghe chưa? Vâng ạ. Nhưng mà nhất cự ly, nhì tốc độ. Giờ cháu không được ở cạnh anh An, cháu không có cơ hội được chăm sóc và thể hiện tình cảm với anh ấy ạ. Thế cháu muốn gì nào? Bà ơi, hồi ở bên kia cháu tốt nghiệp về chuyên ngành marketing. Cháu muốn xin về công ty làm ạ. Có như thế cháu mới có điều kiện ở cạnh anh ấy. Cháu nghĩ cháu làm được à? Dạ. Bà, cái gì cháu chưa biết thì cháu có thể học. Cháu tin là cháu sẽ làm được ạ. Bất kể việc gì, bất kể việc gì ta giao chứ. Bà bảo bà nhận cháu với điều kiện là phải giữ chân Gia An ở lại công ty ạ. La là tâm huyết cả đời của hai vợ chồng bà. Bà không muốn khi nhắm mắt xuôi tay phải buông bỏ cho người khác. Bà nói đúng đấy ạ. Cháu nghĩ là mình không thể để kiểu cốc mò cò sơi được, đúng không hả bà? Nói thế cũng không sai. Nhưng chính xác là bà không muốn Gia An nó phải vất vả ngược xuôi thôi. Với lại tuổi bà cũng cao rồi, sức khỏe cũng chả biết thế nào, nên bà muốn Gia An nó ở bên cạnh bà càng nhiều càng tốt. Cháu hiểu mà. Nhất định cháu sẽ làm tốt nhiệm vụ bà giao. Anh An không thể đi đâu được ạ. Nhưng mà bà ơi. Sao? Bà có thể cho cháu thay chị Phương làm thư ký cho bà được không ạ? Có như thế cháu mới được ở gần bà này, vừa ở gần Gia An, còn thuận lợi cho việc bà giao nữa ạ. Bà thấy cháu thích hợp với phòng truyền thông hơn. Còn nói thật là với vai trò thư ký, chưa ai thay thế được Phương đâu. Dạ. Thế nhé.